Các bạn ơi, mình lại lái xe đi chơi tiếp đây các bạn ơi. Gen. Ui, ở trên đường mình gặp một cái gì thế này các bạn ạ? Để mình xuống xe xem nào. Mình ô tô mình vừa đâm vào phải cái gì thế này? Ui, một khẩu súng màu xanh này các bạn ơi, đẹp chưa? À, ui nó nhiều lỗ đấy các bạn ơi. Hình như. Ôi các bạn ơi, súng bong bóng này các bạn ạ. Wow. Ui, đẹp thế. Ui, các bạn ơi, mình nhặt được một cái súng bong bóng này các bạn ơi. Wow. Đẹp chưa? Ui mình thổi nó bay khắp ở sân nhà mình này các bạn ạ. Wow. Đẹp thế. Ôi, thấy chưa? Rất là nhiều bong bóng luôn các bạn ạ. Wow. Đẹp thật các bạn ơi. Ồ, hay thế nhỉ. Ui, nhiều bong bóng thật các bạn ạ. Đi thôi. Đi. Ui các bạn ơi. Ui, họ. Mình lại phát hiện ra. Ui ô tô mình kìa, nó nhìn thấy chứ. Con vật tiện này nó cắt nhạc ra nhà luôn các bạn ạ. Wow. Các bạn ơi. Ui, mình nhận được một con gì đây các bạn ơi? Ô, một con ruồi con này các bạn ơi, đẹp chưa? Ở trên lưng nó có hình gì đây các bạn ạ? Ui, mấy nó bò này các bạn ạ. Wow, đẹp thế nhở. Ui, lần đầu tiên mình nhìn thấy một con ruồi nó lạ như này này các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Ui, mình giải cứu được một con ruồi đẹp lắm các bạn ạ. Con này ô tô của mình nhá. Ui, mình sẽ đưa con ruồi đi chơi các bạn ạ. Ui, đẹp lắm các bạn ơi. Di. Ui, hình như mình lại phát hiện ra lại có một con rùa nữa này các bạn ơi. Ui, ở trên người nó có cái hình gì lạ lắm các bạn ạ. Hai con liền. Wow, đẹp thế. Mình giải cứu ra được hai con rùa liền này các bạn ơi. Ui, mình cho vào đây này, cái xe ô tô của mình các bạn ơi. Wow, thì các bạn có phải tiếp thôi. Din. Ô, lái ô tô đi chơi tiếp đây. Ui, mình gặp một con cua này các bạn ơi. Gặp một con cua màu vàng nó đang đào hang ở đây này. Ồ, nó trốn ở trên cái đống cát này các bạn ơi. To chưa? Ui, nó đang đào hang này các bạn ạ. Wow, hay thế các bạn ơi. Ui, con cua này to thế các bạn ạ. Đẹp chưa này? Ui, nó đang đào hang để nó làm tổ đấy các bạn ạ. Hay quá, mình giải cứu được thêm được một con cua màu vàng nữa này các bạn ơi. Thích thật các bạn ạ. Được hai con rùa này, một con cua này các bạn ơi. Đây rồi, mình sẽ cho vào xe này của mình các bạn ơi. Ồ, hai bạn rùa con này, một con cua màu vàng này, đẹp lắm các bạn ạ. À, bây giờ mình sẽ lái xe đi tìm tiếp nhá. Đi chơi tiếp đây, đi tìm các bạn con vật tiếp vào trong sân nhà mình. Thế nào, Jin. Đi thôi. Jin. Ôi các bạn ơi, trên đường này các bạn ơi, mình phát hiện ra. Wow, ở đây có một con cua màu vàng này. Đẹp chưa? Ui, một cua màu vàng nữa này. Wow, hay quá các bạn ạ. Cho lên xe này của mình. À, giải cứu được nhiều các bạn con vật quá. Đi tiếp thôi nào. Gen. Nắng quá các bạn ơi, đi nhanh rồi về nào. Ui, ở đây mình lại nhìn thấy một con cua màu vàng nữa này các bạn ơi. Ui, nó nhìn thấy mình, nó chạy nhanh chưa. Wow, đấy. Bỏ ra. Con cua này nó bỏ ra các bạn ạ. Ui, đây rồi, bắt được một con cua màu vàng nữa này các bạn ạ. Wow, nhiều cua quá các bạn ơi. Con cua màu rất là đẹp luôn các bạn ạ. À, đi tìm tiếp thôi nào. Ô tô của mình hôm nay đi rất là chậm chạp luôn các bạn ạ. Ui, ở trong bụi cây này các bạn ơi, mình gặp một cái gì thế này? Wow, các bạn ơi, mình gặp được một cái ô tô tải này các bạn ạ. Ô tô xe công trình đấy các bạn ơi. Gen gì? Rất là mới luôn các bạn, không biết ai để ở đây. Mình cho lên xe ô tô này của mình nhá. Mình phát hiện ra ở đây lại có một con cua màu cam nữa này. Mình giải cứu cho đây ô tô của mình nhá. Nào, bắt lại lái xe đi vào đây các bạn. Mình phát hiện ra ở trong này đây các bạn ơi. Đây, cho con ô tô nó cua vào đây. Ôi. Đấy các bạn ơi. Đây rồi, mình lại thấy một con cua màu cam nó bò ở đây này. Cho nên ô tô của mình. Đấy, rất nhiều luôn các bạn ạ. Nào, tiếp tục lùi xe ra nào. Zin. Nổ máy thôi, tiến lên đi. Đi vào đây. Ôi, ở đây lại có một con nữa này các bạn ơi. Đây rồi. Ở đây lại có một con cua màu cam nữa này. Ui, con này chạy nhanh thế. Ui, chạy rất nhanh luôn. Ui, đây rồi, bắt được đây rồi.
con này nó chạy khỏe quá các bạn ơi. Ôi, giải cứu nó đây rồi. Đây, cho lên xe này của mình các bạn ạ. Ôi, con này nó rút lên trên này. Đi tìm các bạn con vật tiếp nhá. Nhiều quá các bạn ơi. Hôm nay nhận được rất nhiều các bạn con vật, cả xe tải luôn các bạn ạ. À, ở đây mình thì thấy một cái ô tô tải rất to luôn các bạn. Mình đi vào đây. Tầm sơn này, ui các bạn ơi, ở xa xa đây mình nhìn thấy, đây rồi, mình nhìn thấy một con cua màu xanh này, ui, nó đang chạy vào đây các bạn ạ, mình chặn đầu được đây rồi, bắt đây luôn, bắt được đây rồi, một con cua màu xanh các bạn ơi, đẹp thế, ui, ở đây là có một con cua màu vàng nữa này, ui, nhiều thế các bạn ơi. Rất nhiều luôn. Đây nữa này. Ôi, một con cua màu vàng nó trốn ở trong cỏ này các bạn ơi. Mình phải nhìn kỹ mới thấy được. Giải cứu được một con cua màu vàng nữa này. Ê, đi vào cái gầm xe tải tìm xem. Mình bắt được một con cua màu cam nữa này. Trốn ở trên xe tải này để mình không bắt được à? Khốn lắm các bạn ạ. Ui, giải cứu được đây rồi. Nhiều cua thật các bạn ạ. Rất nhiều cua luôn. Nào, mình lại đi tìm ở cái bãi cỏ này xem. Tìm kỹ lại xem có còn không. Ra cái đống các cỏ tốt này các bạn ơi. Lật cỏ lên tìm xem nào. Đây rồi các bạn ơi. Ui, một con cua màu hồng nữa này. Nhiều thế. Đấy, một con cua màu hồng đẹp chưa này. Cho vào ô tô này của mình. Giải cứu được nhiều con, nhiều bạn con vật hết các bạn ơi. Nào, xe mình sẽ lái xe mình đi vào đây tìm các bạn con vật tiếp theo nào. Để em hình như mình ở đây vẫn nhìn thấy một con nữa. Đây rồi các bạn ơi, bắt được một con màu hồng ở cái đám quả này nữa này. Đám quả tốt này rất nhiều các bạn con vật ở trong đấy các bạn ạ. Nhiều chưa này, đi tìm các bạn con vật tiếp thôi, lốt đoạn đường nữa xem có không. Ui, đây rồi, lại gặp một con cua màu tím nữa này các bạn ơi, cho vào đây. Nào, đi tìm tiếp thôi nào. Ở trên kia mình nhìn thấy hai con rồi các bạn ơi. Để mình phóng ô tô tới nhá. Và hai bạn liền các bạn ạ. Đây có một bạn nữa này. Đây nữa các bạn ơi, lại gặp một bạn cua này, rất là đẹp luôn. Ui, bạn này hung dữ lắm các bạn ạ. Khó mà bắt được. Chạy nhanh lắm. Đấy. Này, ẩn ở dưới cái lá này các bạn ạ. Đây rồi. Đã cứu được rồi. Nào, đi lốt ở trên này vẫn còn một con nữa các bạn ơi. Đây các bạn ơi, mình đi nhanh lên trên này. Đây. Đây các bạn ơi, xin mình giải cứu được một con cua màu cam nữa. Rồi, ô tô của mình quay đầu về đây. Hình như hết rồi đấy các bạn ạ. Về thế nào? Đây mình giờ mình sẽ mang các bạn con vật về nhà thả đây các bạn ơi. Thôi mình xin chào các bạn nhá.